đạp đôi chân không phân vân vẫn chơi xanh. Tôi đang chạy như tên bay, áo tôi ướt mồ hôi. Trời có tối hay là bão tôi vẫn chạy vậy thôi. Đơn giản bởi vì tao không có đường nào để lùi. Quá khứ bởi bên đây không có thời gian để chui. Buồn tối là từng hơi mà tao hít vào bên trong mũi, và tương lai động lực duy nhất khiến tao không được buông xuôi. Ngày hôm nay ngày hôm qua từ khi nào tao đã chạy từ lúc tao biết không còn ai lo cho tao nữa. Chạy vì miếng ăn, chạy vì nhà cửa, chạy vì một đứa mà vì gia đình cha mẹ tương lai đó là một quãng đường dài. Ai là người giải thích cho tôi trong những quãng đường sắp tới. Ai vẫn còn ướt đẫm và mồ hôi tao vẫn còn rơi. Tao không biết đến khi nào tao tới nơi. Vì thời gian vẫn không ngừng trôi và mưa còn chưa ngừng rơi. Chạy nửa ruột cho cuộc đời đến khi tao thấy mặt trời. Mày không thể ngăn được tao. Đường đua này tao là ba. I ain't gonna stop cho đến khi tao nhớt cuộc trời. Nếu qua tao tự hỏi sẽ ra sao nếu tao là rùa và thời gian là thỏ trắng luôn là bá chủ đường đua. Câu trả lời cuối cùng là tao thành lập tức về với chú và hơn là sống như cây hèn nhát chưa ra trận đã chưa thua. Bất kể số phận đang dưới bụng là hèn móc và xì gông, trước sau hai bên là mây đen hay cuồng phong, tao vẫn sẽ chạy hết mình vì gia đình và cuộc sống. Bởi tao không muốn sự tồn tại bản thân trên đời này bằng không. Bằng mọi giá tao sẽ không để niềm tin lụi tàn, dù trái tim dây sàn nhưng nghị lực luôn vững vàng. Luôn sẵn sàng vượt qua giới hạn để đạt những điều không hề đơn giản, vì chẳng có lý do gì tao nghĩ mình phải dừng lại khi đầu vẫn chưa kim đèn. Bạn sự khởi đầu nè chẳng ngay bắt đầu nè. Tao chấp nhận điều đó nhưng là vế trước của câu, bao nhiêu người làm theo vế sau tao không màng. Còn riêng đối với tao chuyện đó còn lâu. Thời gian vẫn không ngừng trôi và mưa vẫn chưa ngừng rơi. Chạy nửa ruột cho cuộc đời đến khi tao thấy mặt trời. Mày không thể ngăn được tao. Đường đua này tao là ba. I ain't gonna stop cho đến khi tao nhớt cuộc trời. Bất kể số phận đang dưới bụng là hèn móc và xì gông, trước sau hai bên là mây đen hay cuồng phong, tao vẫn sẽ chạy hết mình vì gia đình và cuộc sống. Bởi tao không muốn sự tồn tại bản thân trên đời này bằng không. Tao đã chạy từ lúc tao biết không còn ai lo cho tao nữa. Chạy vì miếng ăn, chạy vì nhà cửa, chạy vì một đứa mà bị gia đình cha mẹ tương lai đó là một quãng đường dài. Ai 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 ai